Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 10, ông Lee Kun-hee, chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics, tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc, đã qua đời ở tuổi 78. Khi ra đi thì vị này đã để lại khối tài sản khổng lồ lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, người thừa kế tài sản của ông Lee Kun-hee sẽ phải đối mặt với khoản thuế rất lớn. Theo số liệu từ sàn chứng khoán Hàn Quốc Korea Exchange, giá trị vốn hóa thị trường của Samsung đã tăng 500 lần dưới sự lãnh đạo trong 27 năm của cố chủ tịch Lee Kun-hee. Khi công ty này chuyển đổi từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng nhỏ thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Ông từng là chủ tịch của tập đoàn Samsung từ năm 1987 đến năm 1998 và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Samsung Electronics từ năm 1998 đến năm 2008. Từ năm 2010 cho đến khi qua đời, ông là chủ tịch của Samsung Electronics. Từng là người giàu nhất xứ sở kim chi, tổng tài sản mà ông Lee để lại có giá trị ước tính hơn 20 tỷ đô la Mỹ. Ông Lee ra đi để lại khối tài sản khổng lồ dưới nhiều loại hình tài sản như chứng khoán và bất động sản. Khối tài sản này đã được chia cho gia đình và các con ông Lee sau khi người thừa kế của ông nộp đủ thuế thừa kế theo đúng luật pháp của Hàn Quốc. Theo luật thừa kế tại Hàn Quốc, bất cứ ai được thừa hưởng số tài sản trên của cố chủ tịch Samsung, Lee Kun-hee sẽ cũng phải đối mặt với khoản thuế rất lớn, lên tới gần 10 tỷ đô la Mỹ, khoảng 50% giá trị tài sản được thừa kế. Hiện Hàn Quốc đánh thuế lên tới 60% giá trị thừa kế tính bằng cổ phiếu và 50% tiền thuế lên các tài sản còn lại. Hàn Quốc là quốc gia có mức thừa kế lớn lên đến hơn 50% trên thế giới, chỉ đứng sau Nhật Bản 55%. Các chuyên gia cho rằng quy định này có thể buộc các con ông Lee có thể phải giảm cổ phần của họ tại Samsung. Tuy nhiên, những người được nhận thừa kế có quyền đóng số tiền thuế trên trong vòng 5 năm.